tin nổi không anh em ơi? Đây là những hình ảnh rò rỉ từ buổi họp báo mới nhất của nhà Sava công bố mẫu xe đạp đua mà họ chuẩn bị cho ra mắt vào năm 2024 này đấy. Và sau đây là một số thông tin tóm tắt trong buổi họp báo đó được xe đạp theo VIP tổng kết lại cho anh em nhé. Đầu tiên, mẫu xe mới nhất năm nay sẽ có tên là Sava AX7. Theo những thông tin thì mẫu xe này sẽ bao gồm 4 phối màu, đó chính là trắng bạc, đỏ ruby, san hô. Và đây là một phối màu mà tôi dám chắc là nó sẽ cực kỳ chạy trong năm nay, chính là xám chì. Và thứ hai, xe đạp theo VIP sẽ cung cấp cho anh em về thông số của mẫu AX7 này. Khung xe là full lợp kim nhôm không mối hàn và 100% dây cáp rhodium khung. Càng xe được trang bị là carbon Torate 800 cao cấp. Dàn đầu được thiết kế là tay lái đầu cá mập đúc liền khối hợp kim nhôm, cũng siêu nhẹ. Và đặc biệt nhất ở phần khung xe đó chính là cọc yên nhôm siêu nhẹ, tích hợp thêm đèn hậu sạc pin cực kỳ nhiều tính năng. Về bộ truyền động thì mẫu AX7 này sẽ trang bị cho mình đó chính là 3 món Shimano 105 R7000. Đầu tiên là tay đế lắc Shimano 105 R7000 2x11 tốc độ. Tiếp theo combo gạt đĩa cộng gạt lip cũng là Shimano 105 R7000. Và còn rất nhiều những thông số chi tiết nữa đã được xe đạp theo VIP tổng kết lại cho anh em. Và cuối cùng, với một mức giá không có đối thủ, chỉ có hơn 15 triệu, cụ thể là 15.990.000, thì mẫu Sava X7 này sẽ được xe đạp theo VIP tiên đoán là trở thành mẫu xe quốc dân, phá đảo thị trường xe đạp đua. Và clip review chi tiết sẽ được xe đạp theo VIP đăng tải sớm nhất có thể cho anh em. Vậy nên, để không bỏ lỡ một video nào của xe đạp theo VIP, hãy theo dõi, cũng như chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em mọi thông tin về mẫu xe đạp này.